Hello anh em ơi, hôm nay thì mình sẽ kết hợp những quái vật trong Playtime nha các bạn. Ok các bạn, get go thôi. Bây giờ thì mình sẽ kết hợp hai hookie màu xanh. Trời ơi, màu xanh này lạ lắm nha. Wow, kết hợp được một hookie màu xanh đậm nha các bạn ơi. Trời ơi, nụ cười rất là đẹp nha các bạn. À, chiến đấu rồi, yeah. Wow, mới vào mình mới nói mà đã victory rồi các bạn ơi. Sời. À, nâng cấp thêm này các bạn ơi, các bạn thấy gì chưa? Wow, nhiều hookie màu xanh đậm luôn nha. Wow, 5 hookie màu xanh đậm và 5 baby in yellow nha các bạn ơi. Sời. Thắng nữa rồi các bạn thấy video này hay nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ok, thank you các bạn nhiều. Wow, chiến đấu thôi. Ghê chưa, xoay victory nữa rồi các bạn ạ. Bây giờ thì mình qua đấu trường mới nha các bạn thấy không, xoay đấu trường rất là đẹp nha, đấu trường rất là đẹp nhưng mà đội hình cũng rất là đẹp nha các bạn ơi. Yeah, ok. Wow, chiến đấu với hai quái vật đầu lo nhưng mà mình victory nữa rồi các bạn ơi. Sợ chưa? Ok, quái vật đầu lo hả? Cho mi viết tay này. Cute for my way hả? Ghê chưa? Ok các bạn ơi. À, đội bạn có gấu phép đi. Mình đã cấp được baby yellow. Trời ơi, mặc chiếc áo màu vàng. Đấu với gấu phép đi nha. À, gấu phép đi nhảy cái tướng boxing đó các bạn ơi. À, đánh bay gấu phép đi bên kia. Xời. Ghê chưa. Ha. Bây giờ thì các bạn xem này, mình đã có được 10 hookie màu xanh đậm nha. Wow, sức tấn công của 10 hookie màu xanh đậm rất là mạnh các bạn ơi. Victory luôn thế này, ngại quá các bạn à. Wow, mình mở được quái vật đầu lo. Trời ơi, 2 này, 3 này, 4 này, lại 5 này. Wow, ghê chưa. Ok các bạn. Và 4 hookie màu xanh nha các bạn. Chiến đấu với gấu phích đi. Wow, đánh gấu phích đi bay luôn. Trời ơi, yeah. Ghê. À, gấu phích đi gì mà màu xanh lá cây này các bạn ơi. Trời ơi, boss gấu phích đi. Sao mà thắng nổi được. Cố lên nào. Yeah. Ok các bạn ơi. À, đội bạn có 2 quái vật đầu lo và 1 gấu phép đi và 3 baby in yellow. Đội mình có thắng được hay không này? Có thế nào? Trời ơi, thắng nữa rồi. Sao mà cản bước được đội hình của mình cơ chứ? Hay. Mình mở được. Wow, mê giờ gì mà tay dài như thế này. À, thỏ vàng đúng không các bạn ạ? Trời ơi, mình có 3 quái vật thỏ vàng luôn các bạn ơi. Wow, ghê chưa. Tinh. Victory nữa rồi. Đánh với 2 hookie màu xanh boss siêu to. Đội hình mình có đánh thắng nổi được hay không các bạn xem này. Yeah, đánh bại được rồi. Ok các bạn ơi, thấy chưa, đội hình mình là siêu mạnh siêu đẹp nha. Wow, mình nâng cấp được chú thỏ gì mà sẹo như này nè các bạn. Các chú thỏ này là đánh nhau nhiều lắm này các bạn ơi. Trời ơi, mới sẹo như thế này chứ. Nhìn ghê lắm nha, ghê mà chiến lắm. Trời ơi, ha, mình nâng cấp được gấu phép đi nhảy cái tướng boxing. Ghê chưa. Victory đó rồi. Ok, bây giờ thì mình có 3 quái vật đầu lo, 3 gấu phép đi và 3 chú thỏ mặt sẹo. Trời ơi, mới nói mà đã victory rồi. Victory nhiều cũng là một thói quen của mình đó các bạn ơi. Trời ơi, đấu với 4 cookie siêu to màu xanh lá cây. Trời ơi,
dù robot này chúng ta nhưng mà mình victory rồi. Victory. Chiến đấu thôi, nâng cấp được 5 chú gấu phép đi. Trời ơi, các bạn nhìn coi, gấu phép đi, 5 chú gấu phép đi nhảy boxing Pục như thế này mà không victory là mới lạ lạ các bạn ơi. 6 gấu phép đi nha các bạn. Pục chiến quá các bạn ơi. Chà, thắng rồi à. Ghê chưa, mình sẽ nâng cấp thêm. Trời ơi, hai chú thỏ mặt sẹo nâng cấp thành một baby búp bê baby đó các bạn ơi. Ha. Và mình nâng cấp được ba hút ghi màu xanh lá cây robot đó các bạn. Nâng cấp được thêm búp bê baby phù thủy. Trời ơi, đổi cái nón phù thủy các bạn. Ghê chưa? Quá là mạnh các bạn ơi. Trời ơi, mạnh quá là mạnh. Chiến đấu thôi. Trời ơi, búp bê baby phù thủy á, chứa một nguồn năng lượng nồng tím ra. Trời ơi, nó mạnh kinh khủng thiệt các bạn ạ. Wow, mình đã qua đấu trường mới nha. Trời ơi, đấu trường này rất là đẹp nha các bạn. Có quái vật cả hàng răng. Ghê chưa? Mình sẽ củng cố thêm. Trời ơi, quy một dàn đội hình hút ghi của mình. Trời ơi, siêu mạnh. Wow, đội bạn có 3 hút ghi nâng cấp siêu cấp đó. Nhưng mà mình cũng có mà. Sao mà thắng nổi mình được. Yeah. Ok, những hút ghi của mình nói như này. Ta là hút ghi mạnh nhất đây. Sao mà thắng nổi được ta. Đúng rồi, victory cho mình. Thấy không các bạn ơi. Hút ghi mạnh nhất đây mà sao mà đánh nổi được. Ghê chưa. Ok, siêu cấp. Trời ơi, Pop. Xa. Mạnh quá các bạn ơi. Đội bạn cũng có được Búp bê phù thủy nha các bạn. Trời ơi, cố lên nào các quái vật của mình ơi. Lại thắng rồi, thắng nữa rồi. Bọn bạn có được hai quái vật gì mà hai đầu các bạn ơi. Một đầu là gấu phép đi, một đầu là hút ghi. Trời ơi, rất là mạnh nha. Các bạn biết quái vật này là quái vật gì, hãy comment phía dưới cho mình biết đó nha. Ok các bạn ơi, các bạn thấy video này hay, nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bây giờ thì bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Yeah.